Hello mọi người, hôm nay tôi đi giới thiệu cho mọi người hơn 3 cách làm PowerPoint bằng AI chatbot nhanh đến mức bạn không tin được. Bạn suốt ngày phải vật lộn với việc làm slide, báo cáo dữ liệu, sắp hết deadline tới nơi rồi, tự nhiên xếp giấy, bắt học gấp, việc gì cũng đến tay, cũng cần slide hết. Và ngỡ ngàng ngơ ngác phát hiện ra rằng, thật tuyệt vời, chỉ với vài dòng với chatbot, tạo slide đẹp, nhanh, chuyên nghiệp, không chỉ một, mà mình đã thử hơn 3 cách tạo slide bằng AI thực chiến, bao gồm cách 1, ChatGPT, Word và slide thuyết trình, cách 2, ChatGPT, VBA code tạo thành slide thuyết trình, cách 3, ChatGPT, Markdown code tạo file thuyết trình trên Microsoft AI. Bonus thêm một cách tạo slide đơn giản với Canva. Bạn muốn biết cách nào phù hợp nhất cho mình, cách nào nhanh nhất, đơn giản nhất? Teddy đã quay lại quy trình chi tiết từng bước một trong video bên dưới diễn giải này. Đảm bảo xem xong là làm được ngay trong vài cú click chuột. Và nhớ follow kênh Teddy nhé. Mỗi tuần mình sẽ chia sẻ cách dùng AI thực chiến hoặc kiến thức về nhân sự để hỗ trợ các bạn trong công việc. Nào, giờ thì hãy bắt tay vào. Làm file thuyết trình xịn sò, nhanh chóng, không còn deadline ám ảnh nữa.